Mới đây, nhóm thế hệ cuối cùng viết trên trang web dòng chữ tương lai của chúng ta đen như nước này khi đổ chất lỏng màu đen làm từ than củi và đài phun nước Fiumi nổi tiếng ở Rome của Italy. Nhóm các nhà hoạt động khí hậu này cảnh báo về một tương lai đen tối nếu không giảm phát thải. Nhóm này tuyên bố không có nước sẽ không có sự sống. Với tình hình nhiệt độ đang gia tăng, chúng ta phải đối mặt với hạn hán, vừa đối mặt với lũ lụt. Những năm tháng khó khăn đang chờ đợi chúng ta. Nếu chúng ta không đạt mức phát thải bằng không ngay lập tức, mọi thứ sẽ rất khủng khiếp. Ảnh hiện trường cho thấy các nhà hoạt động mặc áo màu cam đứng trong đài phun nước ngập tới thắt lưng. Họ giăng biểu ngữ màu cam in chữ "Tương lai của chúng ta đen như nước này" khi đám đông chụp ảnh. Các thành viên của nhóm đã bị cảnh sát bắt và đối mặt với các cáo buộc phá hoại di tích công cộng. Đây là nhóm đã thực hiện các cuộc biểu tình tại các di tích lịch sử khác ở Italy, trong đó có đài phun nước Pacasia ở trung tâm thành phố Rome, nơi họ đổ chất lỏng màu đen vào nước ngày 1 tháng 4. Đài phun nước Fiumi nằm ở quảng trường Piazza Navona nổi tiếng ở Rome, có từ năm 1651. Bộ trưởng Văn hóa Italy lên tiếng phụ biểu tình, tuyên bố những người chịu trách nhiệm cho hành vi này.